Thưa quý vị, hôm nay là ngày 3 tháng 4, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Lạt, Lâm Đồng, ngày 3 tháng 4 năm 1975, 3 tháng 4 năm 2015. 40 năm qua, thành phố Đà Lạt không ngừng đổi thay, từ một đô thị loại 3 vào năm 1976. Đến nay, Đà Lạt đã trở thành đô thị loại 2 và được xác định là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của tỉnh Lâm Đồng, là trung tâm nghỉ dưỡng của vùng, cả nước và quốc tế, trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, trung tâm sản xuất chế biến rau hoa cao cấp tầm cỡ quốc gia. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng, để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập tự do của dân tộc, sáng nay đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các địa phương cùng nhân dân thành phố Đà Lạt đã đến dâng hoa và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt. Trong không khí nghiêm trang cùng nghi thức trọng thể, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Huỳnh Phong Tranh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đại biểu đã dành phút mặc niệm, kính cẩn dâng hoa thắp hương tưởng niệm với lòng biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh tuổi xuân, xương máu, ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh của các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng nguyện hứa sẽ tiếp tục phát huy, giữ vững truyền thống cách mạng, phát huy trí tuệ, tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, từng bước đưa quê hương Lâm Đồng ngày càng đi lên trong thời kỳ hội nhập và phát triển. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với các bậc cha anh đi trước đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.